Top 4 con giáp đổi đời, vận đỏ như son trong ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch năm 2024. Từ đầu năm đến giờ, những con giáp này bị cuộc đời vùi dập, vận đen đeo bám liên miên, khổ tận cam lai. Ra đường thì mất tiền, tình yêu thì đổ vỡ, bị người thân hiểu lầm và bạn bè xa lánh. Thế nhưng, chỉ cần bước sang ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch năm 2024, thì cuộc sống của những con giáp này sẽ như bước sang một trang mới. Vận xui đi qua, vận may ùn ùn kéo tới, làm gì cũng được thuận lợi và thành công. Các tuổi này hãy yên chí mà hoan hỉ nhận lộc may mắn trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta biết cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch nó là ngày Quý Dậu. Ngày Quý Dậu là con giáp may mắn đầu tiên mà chúng ta có, thì chúng ta cùng diện là Thìn Dậu nhị hợp. Vậy nên những người tuổi Thìn sẽ là con giáp may mắn đầu tiên. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch ngày Quý Dậu thì những người tuổi Thìn có quý nhân phù trợ, sự nghiệp thì phát triển thuận lợi. Nếu là những người làm công thì cũng sẽ được lãnh đạo coi trọng, lương hay là địa vị thì đều có khả năng tốt hơn những người khác. Những người làm văn phòng thì cũng nên cố gắng thể hiện cái năng lực của mình, vì thời gian này các bạn cũng rất thuận lợi cho cái việc triển khai cái tài năng của mình. Trong thời gian này nếu mà đi xin việc hoặc chuyển đổi công việc ấy, thì cũng được thuận lợi. Nhưng mà quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý nhé, để mang lại cái may mắn cho mình. Đấy. Nói chung ấy, trong thời gian này thì sự nghiệp nó tốt, nó hội tụ đầy đủ cái thiên thời địa lợi nhân hòa, có quý nhân phù trợ, nhận được cái sự dìu dắt của những người đi trước. Không gì tốt bằng, chỉ cần phấn đấu, nắm bắt cơ hội, đừng để tuột mất một cái thời điểm thuận lợi như trong thời gian này. Thêm nữa, công việc nó hanh thông, dẫn đến cái tài vận của những người tuổi Thìn ấy cũng được ổn định và có xu hướng tốt lên từ bắt đầu từ thời gian mùng 1 tháng 2 âm lịch trở đi. Thu nhập khả quan, khách hàng mới thì cũng tăng đột biến. Với người làm công ăn lương thì cũng có cơ hội thăng chức, tăng lương. Về tổng thể thì nó cũng khá là tốt trong thời gian này. Thuận lợi là thế, nhưng mà cũng cần phải biết phòng ngừa những cái rủi ro. Quý vị cũng không nên cho vay vốn làm ăn trong cái thời điểm này, kéo số tiền cho vay ấy thì lại một đi không trở lại. Nếu không biết đầu tư mà sợ mất mát thì có thể gửi tiết kiệm hoặc là gì, mua sắm những cái món đồ có giá trị như đầu tư vàng hay là bất động sản v.v. Nói chung ấy, trong cái thời gian này thì quý vị cố gắng tối đa để giành được cái mục tiêu đã đề ra, đồng thời cũng phải khiêm tốn học hỏi từ những người khác nữa. Công việc hanh thông, tiền bạc phát triển. Tiếc rằng cái vận trình tình duyên của những người tuổi Thìn ấy cũng không sôi động như vậy. Người chưa kết hôn thì có may mắn được giới thiệu đúng đối tượng mà mình thích. Song do cái tác động của cái trường khí nó không được tốt, nên là quý vị cũng lưu ý đến những cái trục trặc nó có thể phát sinh. Còn với những người đã lập gia đình, do quá tập trung vào công việc mà không chú ý đến gia đình, con cái, dễ dẫn đến tình trạng là bất đồng. Vậy nên trong thời gian này quý vị nên tôn trọng lẫn nhau, coi trọng tình cảm thì mới giữ được cái hạnh phúc của mình, đúng không ạ? Bên cạnh đó, do cái áp lực công việc lớn nên là dễ căng thẳng cáu gắt hay mất ngủ, quý vị nên dành nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi một cách hợp lý, tập thể dục thể thao, cũng như là gì, cẩn thận với cái chuyện là gió lạnh hay là gì, hay là cảm đó. Vì thế, để bảo vệ cái hạnh phúc của mình cũng như là gia tăng thêm cái may mắn, tiền bạc, tài lộc, thì những người tuổi Thìn cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn, tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thìn. Đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ hai trong ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch ngày Quý Dậu ấy, thì không ai khác, đó chính là những người tuổi Tỵ. Những người tuổi Tỵ. Thưa quý vị, những người tuổi Tỵ thì sẽ chỉ cần tiếp nhận một số cái hạng mục và nội dung công việc hoàn toàn mới, và quý vị phải nghiêm túc và có thể dành thời gian để học kiến thức liên quan. Cái điều này cũng sẽ giúp cho các bạn nâng cao cái chuyên môn và mở rộng cái tầm nhìn, góp phần phát triển cái sự nghiệp trong tương lai. Bên cạnh đó, lại được nhiều cái cát tinh nó tương trợ, lại thêm cục diện Tỵ Dậu Sửu nó tam hợp. Vậy nên là gì? Trong thời gian này thì nó cũng nhấn mạnh cái tầm quan trọng của thái độ chủ động trong công việc. Khi mà được trao cho cái cơ hội tham gia vào những cái dự án quan trọng, những cái đóng góp một cách chủ động của các bạn cũng có thể được cấp trên và đồng nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Từ đó cũng sẽ nhận được những cái sự quan tâm nhiều hơn nữa. Một số vấn đề cũng không kém phần quan trọng, đó là trong giai đoạn này thì những người tuổi Tỵ cần phải xử lý các mối quan hệ trong cái công việc ấy một cách cẩn thận và duy trì cái thái độ ôn hòa
để tránh những cái tác động, tác nhân xấu nó ảnh hưởng đến cái sự thăng tiến của các bạn. Bên cạnh đó, nói chung ấy thì cái áp lực công việc là cái điều mà không thể tránh khỏi. Bên cạnh đó thì gì cũng có cạnh tranh về cái chức vụ hay là về cái lợi ích cá nhân trong tập thể. Các bạn cũng nên có cái sự đề phòng cần thiết, hãy chú ý đến các mối quan hệ tại nơi làm việc và cố gắng hòa hợp với đồng nghiệp để duy trì cái bầu không khí làm việc được lành mạnh, hanh thông. Đặc biệt là đối với những người tuổi Tỵ, sinh năm 1989 là Kỷ Tỵ và 1977 là Đinh Tỵ, thì đây cũng là cái thời điểm vàng để quý vị phát triển cái sự nghiệp. Quý vị nên chú ý nắm bắt được cái cơ hội để thể hiện cái bản thân thật tốt, thì rất có thể quý vị sẽ có một bước lên cái tầm cao mới. Tuy nhiên, dù kết quả đạt được có thể khả quan, nhưng mà các bạn cũng nên giữ cái thái độ khiêm tốn. Nói về những thuận lợi thì trước hết, những người tuổi Tỵ có cơ hội đón thêm cái nguồn thu nhập mới. Những khoản thu nhập này có thể đến từ các khoản đầu tư tiền lãi, cổ phiếu hay là ngân hàng, quỹ đầu tư v.v. Nói chung ấy, các bạn có thể sẽ được gì giúp đỡ hay được mách nước cho những cái thông tin quý giá. Tuy nhiên, do vận may của các bạn khá yếu nên là vẫn cần phải thận trọng hơn trong cái việc đầu tư, nhất là khi mà tham gia vào lĩnh vực hoàn toàn mới lạ. Nói chung ấy, trong thời gian này thì với những người làm công ăn lương sẽ duy trì được cái chất lượng công việc ổn định, cũng sẽ giúp đảm bảo thu nhập đều đặn cho các bạn. Khi mà làm tốt và thể hiện cái bản chất của mình một cách xuất sắc thì các bạn hoàn toàn có thể kiếm thêm được một khoản từ những cái khoản thưởng phụ cấp hay là hoa hồng vân vân. Tuy nhiên, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch này ấy, thì khuyên các bạn gì cố gắng không đặt mục tiêu quá cao so với cái việc kinh doanh tay trái hay là đầu tư. Bởi vì ngay cả khi các bạn bỏ ra nhiều công sức và tiền bạc ở cái giai đoạn này ấy, thì các bạn vẫn gì gặp đôi chút những khó khăn và đôi khi vẫn không thể thu được cái lợi nhuận về sau. Thậm chí có người còn xui xẻo mất hết cả gốc lẫn lãi. Vậy nên quý vị cần phải hết sức lưu ý. Và để bảo vệ cái tài sản của mình và gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho những người tuổi Tỵ, thì quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tỵ, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tỵ, đó là con giáp may mắn thứ hai. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ ba trong ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch của Quý Dậu này không ai khác đó chính là những người tuổi Sửu. Thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch này thì những người tuổi Sửu đang làm rất tốt cái nhiệm vụ của mình. Lúc này quý vị nên tiếp tục hoàn thiện những cái gì mà bạn đang làm tốt, tránh rẽ sang những cái miền đất xa lạ. Thì đây không phải là cái thời điểm tốt để quý vị ký kết hợp đồng thỏa thuận. Tuy nhiên, ở trong tập thể thì không phải ai cũng hài lòng với cái cách làm việc của bạn, nhất là khi lại có một vài cái hung tinh nó ám ngữ. Đấy, nó cũng báo cái vận tiểu nhân quấy phá, ảnh hưởng không tốt đến cái cuộc sống của những người tuổi Sửu. Cho dù cố gắng hài hòa, nhưng mà đôi khi bạn vẫn có thể nổi nóng khi mà có kẻ phá đám xuất hiện trong cái cuộc đời của mình. Rắc rối cũng có thể là xuất hiện như dưới dạng gì kiện tụng hay là tranh chấp pháp lý. Vì thế mà làm gì quý vị cũng cần phải hết sức cẩn thận, kiểm tra một cách kỹ lưỡng. Thời gian này thì bản mệnh cũng nên giữ kín một số cái bí mật trong kinh doanh của mình, tránh cái việc vô tình tiết lộ cho kẻ xấu và họ sẽ nhân cơ hội đó để gây hại cho các bạn. Thì ngoài ra quý vị cũng nên nhớ rằng xung quanh mình vẫn còn rất nhiều người tốt bụng. Do đó đừng có để bản thân rơi vào cái tình trạng là gì nhạy cảm quá mức, khiến cho phản ứng vượt khỏi cái tầm kiểm soát. Quý vị hãy cứ bình tĩnh và luôn chủ động trong mọi cái tình huống của mình nhé. Bên cạnh đó thì cái vận trình tài lộc của những người tuổi Sửu trong thời gian này cũng khá là sáng sủa, do được cục diện ngũ hành nó tương sinh. Vậy nên những cái cơ hội mới cũng khá hay ho sẽ đến với những người tuổi Sửu trong thời gian này, nhất là với những ai ham học hỏi thì các bạn sẽ có thêm nhiều cái thông tin hữu ích để gia tăng thêm cái nguồn kiến thức và thu cái lợi nhuận cho mình. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải cân nhắc, đấy, phải cân nhắc và lựa chọn một cách là thận trọng. Hãy cẩn thận về tài chính vì mọi việc thì có thể gì không tốt đẹp như các bạn tưởng tượng. Lúc này thì quý vị nên ưu tiên tìm hiểu, đây không phải là cái thời điểm tốt để các bạn tham gia vào kinh doanh hợp tác lớn. Đó. Kể cả nếu mà có cơ hội vô cùng hấp dẫn thì các bạn cũng cần phải là gì xem xét một cách cẩn thận, nên nhờ đến tư vấn từ chuyên gia. Hơn nữa, trong thời gian này thì bản mệnh kinh doanh cũng cần phải gì tỏ ra chừng mực khi mà đưa ra những quyết định.
Thì đây không phải là cái lúc để các bạn mạo hiểm tránh đầu tư một cái lượng tiền lớn hay là gì thay đổi cái cách làm việc đấy, vì mọi thứ của các bạn cũng đang rất là ổn. Vì thế để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi Sửu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Tị, Dậu, Sửu để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ, vậy nên quý vị hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. Quý vị liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tăng hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Sửu. Đó là con giáp may mắn thứ 3. Tiếp theo, con giáp may mắn thứ 4 trong cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, đó là những người tuổi Thân. Những người tuổi Thân được cục diện là Thân, Dậu, Tuất là tam hội. Nói chung ấy, trong cái thời gian này thì những người tuổi Thân đấy có cái vận trình sự nghiệp tương đối là mạnh mẽ và có thể xuất hiện một số cái cơ hội phát triển mới. Cái sự thông minh và cái tư duy linh hoạt của những người tuổi Thân ấy sẽ là cái chìa khóa giúp cho họ thành công trong cái sự nghiệp và tài lộc. Bên cạnh đó, những người tuổi Thân cũng cần phải dũng cảm đối diện với chính mình, đúng không ạ? Quý vị cần phải tích cực đấy, tích cực học hỏi kiến thức mới, tích cực học hỏi kỹ năng mới và nâng cao cái năng lực cạnh tranh của mình đấy, trong cái thời gian này. Ngoài ra, các bạn cũng nên giao tiếp nhiều hơn với đồng nghiệp để nhóm hợp tác trở thành một cái tổng thể đấy, giúp cho cái công việc nó được hiệu quả và đi nhanh hơn. Thêm nữa, trong thời gian này thì cũng được cát tinh nó chiếu mệnh, các bạn có cơ hội thiết lập cái mối quan hệ chặt chẽ với mọi người xung quanh, mở rộng cái thị trường và có được những cái cơ hội kinh doanh mới. Điều này đặc biệt có lợi cho những người làm kinh doanh buôn bán và đặc biệt cũng có lợi cho những người đầu tư nữa. Vậy nên, quý vị hãy tận dụng cái cơ hội này để phát huy cái tiềm năng của bản thân và thu về một cái lợi nhuận đáng kể. Bên cạnh đó, trong thời gian này thì bạn cũng có thể gặp gỡ những cái đối tác kinh doanh, những khách hàng hoặc là những người đồng nghiệp đấy. Những người này cũng sẽ có tác động tích cực đến cái sự phát triển sự nghiệp của các bạn. Nói chung ấy, trong thời gian này thì những người tuổi Thân có cơ hội nhận được một số của cái bất ngờ, một số người thì có cơ hội trúng số đổi đời đấy, hoặc là trúng cổ phiếu hoặc là gì được thừa hưởng lộc đất đai vân vân. Tuy nhiên, khả năng quản lý tài chính của đương số cũng vẫn còn kém nên là quý vị cũng cần phải học hỏi và tăng cường thêm. Thêm nữa, trong thời gian này đầu tư vừa phải có thể giúp quý vị gia tăng thu nhập, nhưng mà quý vị cũng cần phải cẩn thận đấy, đầu tư thì luôn có rủi ro. Thì ngoài ra, những người tuổi Thân cũng nên chú ý đến cái vấn đề chi tiêu hàng ngày, không để nó rơi vào cái tình trạng là túng thiếu quá mức. Nói chung ấy, trong ngày hôm nay, ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch, ngày Quý Dậu, thì là một cái ngày mà cũng gì quý vị cũng sẽ phải chi tiêu khá nhiều ấy. Vậy nên là gì, quý vị cũng cần phải là gì, có một cái kế hoạch chi tiêu hợp lý để gì tránh thất thoát tiền bạc đó. Bên cạnh đó, những ai mà tham lam đầu tư ăn tiền to ấy, thì khả năng cao sẽ mất trắng trong cái sự ngỡ ngàng. Thưa quý vị, cuộc đời luôn tạo ra những cái khúc quanh co khiến cho bạn phải nằm mơ cũng không nghĩ đến là mất tiền nhanh như vậy. Quý vị đừng xem thường đấy, đừng xem thường những cái ảnh hưởng của cái hung tinh. Bên cạnh đó thì quý vị cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân Thân, Tý, Thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Thân. Đó là con giáp may mắn thứ 4. Thưa quý vị, như vậy là trong cái ngày mùng 1 tháng 2 âm lịch ngày Quý Dậu, chúng ta sẽ có 4 con giáp may mắn tài vận hanh thông, công việc thì thuận buồm xuôi gió. Đó là những tuổi sau. 1 là những người tuổi Thìn, 2 tuổi Tỵ, 3 tuổi Sửu và 4 là tuổi Thân. Đây là 4 con giáp tài vận hanh thông. Đấy. Công việc thì thuận buồm xuôi gió, làm gì cũng được may mắn, bình an, luôn có được quý nhân tương trợ giúp đỡ. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.